Quang Trinh và Quang Huy xin kính chào quý vị khán thính giả đến với phần tin tổng hợp của ngày hôm nay trên đài truyền hình Việt News. Và sau đây xin mời quý vị khán thính giả theo dõi phần tin tức đầu tiên qua sự trình bày của Băng Trinh. Thuốc diệt cỏ làm thay đổi hệ sinh thái toàn cầu. Nghiên cứu tại phòng thí nghiệm ở Đức cho thấy sử dụng thuốc trừ sâu thay thuốc diệt cỏ có thể gây hại cho sinh vật nhiều hơn những gì con người biết đến. Số lượng dân cư trên trái đất tăng gần gấp đôi trong 50 năm qua. Science Daily đưa tin việc sử dụng thuốc trừ sâu trong quá trình sản xuất lương thực đã có tác động mạnh tới con người và động thực vật. Thuốc diệt cỏ có thể làm thay đổi hệ sinh thái toàn cầu và quá trình thâm canh trong sản xuất nông nghiệp cũng làm sụt giảm nhiều quần thể động vật hoang dã, đe dọa các loài động vật lưỡng cư. Giáo sư Henning Kohler và Rita Tiepsko từ Đại học Tiến hóa Sinh thái ở Tübingen, Đức, công bố một nghiên cứu về mối liên hệ giữa thuốc trừ sâu và quá trình làm thay đổi hệ sinh thái trên ấn phẩm mới nhất của tờ Science. Kohler và Tiepsko nói, mặc dù có nhiều dấu hiệu cho thấy các loài sinh vật và hệ sinh thái thay đổi do thuốc trừ sâu, nhưng rất ít các nghiên cứu chứng minh vấn đề này. Các khoa học gia sử dụng cách tiếp cận liên ngành, áp dụng công cụ toán học, phân tích hóa học, sinh học để nhận ra ảnh hưởng của thuốc trừ sâu tới các hệ sinh vật, hệ sinh thái trong khu vực và nơi thâm canh nông nghiệp. Kohler và Tiepsko cũng chỉ ra mối quan hệ giữa thuốc trừ sâu và hiện tượng nóng lên toàn cầu. Họ dự báo những thay đổi của chọn lọc tự nhiên, lan truyền bệnh tật, khả năng sinh sản của động vật hoang dã, từ đó gây nên hiệu ứng dây chuyền trên các quần thể, hệ sinh thái và chuỗi thức ăn. Kohler và Tiepsko nói, giới khoa học sẽ gặp nhiều thách thức để chứng minh ảnh hưởng mạnh mẽ của thuốc trừ sâu cũng bị tác động bởi biến đổi khí hậu. Các mức độ ảnh hưởng của nó tới sinh vật cần được nghiên cứu kỹ lưỡng hơn. Và bản tin tiếp theo nói về việc hủy bỏ biểu tình vì e ngại bạo động xảy ra ở Ai Cập. Tướng Abdel Fattah El-Sisi, người đứng đầu quân đội Ai Cập hôm Chủ nhật, đã đe dọa sẽ lại dùng võ lực chống lại những người biểu tình tấn công các tòa nhà chính phủ và các trụ sở cảnh sát. Tuy nhiên, ông nói với các sĩ quan cảnh sát và quân đội rằng quân đội không có ý định chiếm giữ quyền lực. Ông kêu gọi những người Hồi giáo ủng hộ Tổng thống bị lật đổ Mohamed Morsi tham gia tiến trình chính trị và nói rằng có chỗ dành tất cả cho mọi người. Phe chống đối chính phủ được quân đội hậu thuẫn đã dự định mở hai cuộc biểu tình lớn hôm Chủ nhật, nhưng sau đó đã hủy bỏ, nêu lý do vì họ sợ có thêm các cuộc tấn công bởi lực lượng an ninh, cho là những tay bắn sẽ đã được bố trí dọc theo các con đường họ dự định tuần hành. Tuy nhiên, thông tín viên VOA Obesin tường thuật rằng vẫn có một số người tuần hành bất chấp những e ngại. Đây là ngày yên tĩnh nhất của thủ đô Cairo kể từ hôm thứ Tư, khi các lực lượng an ninh bắt đầu trấn áp những người biểu tình ủng hộ tổng thống đã bị lật đổ. Trên 800 người thiệt mạng trong vụ trấn áp, trong số đó có nhiều thành viên lực lượng an ninh. Trong khi đó, chính phủ lâm thời được quân đội đưa lên sau vụ lật đổ tổng thống Mohamed Morsi hôm ngày 3 tháng 7 đã triệu tập cuộc họp, một phần là để thảo luận về đề nghị buộc tổ chức Hồi giáo lớn nhất nước huynh đệ Hồi giáo giải thể. Ông Morsi từng là thành viên cao cấp của nhóm này trước khi từ chức để ra ứng cử tổng thống và vẫn còn được ủng hộ. Việc các đơn vị an ninh sử dụng sức mạnh trong mấy ngày gần đây đã làm cho mối quan hệ của các nước ngoài với chính phủ lâm thời căng thẳng thêm. Nhiều nước trước đó miễn cưỡng chấp nhận việc lật đổ tổng thống được dân bầu lên, nhưng giờ đây sửng sốt trước cuộc trấn áp thẳng tay. Hôm Chủ nhật, Bộ Ngoại trưởng Bộ Ngoại giao Ai Cập Nabil Fahmy đã giảm nhẹ tầm mức gay gắt của bài nói chuyện của Tổng thống Hoa Kỳ Barack Obama vấn đề này. Ông nhận định, ông ấy lên án điều ông xem là việc lực lượng chính phủ sử dụng sức mạnh quá mức. Ông cũng lên án hành vi bạo động của tất cả phe nhóm trong các diễn biến. Và ông cũng nhấn mạnh đến tầm quan trọng của mối bang giao giữa Ai Cập và Hoa Kỳ và sự quan tâm của ông trong việc theo đuổi nó. Chúng ta tiếp nhận bài diễn văn về đại thể và chúng ta phân tích chi tiết của bài diễn văn đó. Tình hình ở Ai Cập đặt nhiều chính phủ nước ngoài vào thế khó xử. Tuy nhiên, nhà nghiên cứu Heba Morayef của tổ chức nhân quyền Human Rights Watch nói rằng có một điều mà các nhà lãnh đạo thế giới chắc chắn nên làm.
Đây là lúc cộng đồng quốc tế cần vận dụng bất cứ ảnh hưởng nào trong quan hệ với nhà cầm quyền Ai Cập và đặc biệt là quân đội Ai Cập. Vì đây là tình thế đầy biến động, vì chúng ta có phần chắc sẽ chứng kiến bạo động thêm nữa. Bất cứ lúc nào cảnh sát sử dụng sức mạnh quá đà để đáp ứng họ gây thêm nhiều tức giận. Nhiều chính phủ đã làm như vậy, và việc giải tán người trong đền thờ hôm thứ Bảy vừa qua, chính yếu khi làm cây mát đã được sử dụng chứ không dùng súng. Mà kết quả đã gây tử vong hàng loạt như trong mấy hôm trước. Trong khi các nhà hoạt động đang xem xét làm thế nào tiếp tục tiến hành các cuộc biểu tình phản đối, thì các gia đình tiếp tục xếp hàng tại các nhà xác ở Cairo nhờ nhận thi hài của người thân. Quay sang một bản tin khác thì Trung Cộng và Ấn Độ đấu đá nhau vì trung tâm huấn luyện chiến hạm Nikka. Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Ukraine Vladimir Petrovsky-Moza vừa cho biết cả Ấn Độ và Trung Quốc đều đang ngỏ ý muốn sử dụng trung tâm huấn luyện phi công chiến hạm Nikka của không quân nước này. Thứ trưởng Moza cho biết cả hai quốc gia này đều rất quan tâm và đã đưa vấn đề sử dụng trung tâm huấn luyện phi công mà Nga vừa triệt thoái vào trong khuôn khổ hợp tác quân sự với Ukraine. Tuy nhiên, ông cũng cho biết hiện Ukraine vẫn chưa đạt thành hiệp định với bất cứ quốc gia nào. Mọi vấn đề sẽ được cân nhắc và đưa ra quyết định trong thời gian tới. Hãng thông tấn Nga Istar-Tass cho biết do Ukraine không có hàng không mẫu hạm nên Nikka đối với Kiev là vô dụng. Chắc chắn họ sẽ cho nước khác thuê trung tâm huấn luyện chiến hạm này. Đầu năm nay, Nga đã từng hoạt động đào tạo phi công tại trung tâm này. Mất đi khách hàng lớn nhất là Nga, nên họ cho quốc gia khác thuê trung tâm này cũng là hợp lý. Tuy nhiên, Istar-Tass cũng tiết lộ là trước đây, Trung Quốc và Ấn Độ cũng nhiều lần bày tỏ ý định sử dụng đến trung tâm này, nhưng hiện tình hình đã khác nhiều. Bắc Kinh cũng vừa đưa vào kiến thiết một trung tâm tương tự trong nước, nên có thể sẽ không thuê Nikka. Còn Ấn Độ cũng đang xây dựng một trung tâm tương tự nên hiện cũng không mặn mà. Trong khi đó, các quốc gia khác chưa có ai bày tỏ sự quan tâm. Các chuyên gia quân sự Nga thì lại có quan điểm khác. Họ cho rằng tuy Trung Quốc đã đi trước Nga trong hạng mục xây dựng trung tâm huấn luyện phi công chiến hạm, nhưng có thể Bắc Kinh sẽ vẫn thuê Nikka vì quốc gia này rất giàu kinh nghiệm huấn luyện, đào tạo phi công chiến hạm. Trung Quốc thuê trung tâm này với mục đích chính là nhờ đến sự giúp đỡ của các chuyên gia Ukraine. Gần đây, tạp chí Kanwa Defense Review tiết lộ, trung tâm huấn luyện phi công chiến hạm của Trung Quốc đã đưa vào sử dụng hệ thống chiến hạm của Ukraine. Nikka không chỉ lắp đặt các đường băng sân bay kiểu cầu bật, mà còn có cả các thiết bị phóng máy bay. Thiết bị này được lắp ráp hệ thống cung cấp điện hoàn hảo, với khả năng phóng các máy bay với vận tốc khởi điểm 240 km một giờ. Ngày trước, Liên Xô chỉ xây dựng trung tâm huấn luyện chiến hạm duy nhất này ở bán đảo Crimea của Ukraine. Sau khi Liên bang Xô Viết sụp đổ, nó thuộc sở hữu của Ukraine. Nga không còn trung tâm huấn luyện chiến hạm nào, nên năm 1997, họ đã ký hợp đồng thuê trung tâm này để các phi công Nga có thể thực hành huấn luyện 1 đến 2 tháng trong một năm. Sau đó, do quan hệ giữa hai nước cũng không được mặn mà lắm, nên đã nhiều lần Kiev đe dọa không cho Moscow thuê nữa. Những phiền phức mà Ukraine gây ra cộng với việc phi công của Nga phải thực thi công tác huấn luyện ngoài lãnh thổ là điều làm Nga không hài lòng. Vì vậy, Hải quân Nga đã quyết định chấm dứt sứ mệnh huấn luyện tại căn cứ này và xây dựng trung tâm huấn luyện chiến hạm ở Kiev thuộc khu vực biển Azov. Cuối tháng 7 vừa qua, trung tâm huấn luyện của Nga đã chính thức hoạt động. Hai chiến hạm chuyên chở chiến đấu cơ MiG-29K đã hoàn tất những chuyến bay đầu tiên tốt đẹp trên mô hình đường băng hàng không mẫu hạm của trung tâm. Điểm khác biệt lớn nhất của trung tâm huấn luyện tiêm kích hạm mới của Nga so với trung tâm cũ Liên Xô xây dựng ở Ukraine là nó còn bao gồm cả trung tâm huấn luyện trực thăng hạm. Các chuyên gia quân sự Nga cho biết sau khi được đưa vào sử dụng, nếu Ấn Độ muốn, Nga sẽ giúp Ấn Độ huấn luyện phi công chiến hạm và khu trục hạm. Cảnh sát tự còng tay để cứu cô gái tự tử.
Một cảnh sát ở Trung Quốc tự còng tay mình với tay của một cô gái định tự tử để bảo đảm an toàn cho cô ở độ cao 15 mét. Sự việc xảy ra ở gần khu trung tâm mua sắm ở quận Triều Dương, thủ đô Bắc Kinh. Cô gái trèo ra một bảng quảng cáo treo ở lan can tầng 3 của một tòa nhà và đứng khóc, tinh thần bất ổn. Các nhân chứng cho hay, chúng tôi nói gì cô ấy cũng không nghe, cứ đi đi lại lại và khóc. Không biết làm thế nào mà cô ấy lại ra được đó, vì xung quanh đều là các bức tường kính. Các cảnh sát và đội cứu hỏa nhanh chóng đến hiện trường. Họ chia làm hai đội, một đội dưới mặt đất ra sức thuyết phục, đội còn lại tiếp cận tầng 3 của tòa nhà, gần biển quảng cáo nơi cô gái đứng. Tuy nhiên, cô gái không nghe và vẫn rất kích động. Ở độ cao hơn 15 mét và chỗ đứng chỉ không đầy một bàn chân, chỉ cần không chú ý một chút là có thể ngã ngay xuống đất. Trong tình huống đó, anh Lý Tự Quân, một cảnh sát khu vực 32 tuổi, đã lấy còng số 8 để buộc tay phải của mình vào tay trái của cô. Một cảnh sát nói, chúng tôi nghĩ rằng còng vào rồi là cô ấy được an toàn, dù có trượt chân thì cũng lôi được cô ấy lên. Sau đó có nhiều người đi lấy dây để cột thêm cho chắc và cũng có người dân ôm lấy anh Lý để giữ anh khỏi bị kéo theo. Sau nửa tiếng đồng hồ, giải cứu và thuyết phục cô gái được cảnh sát kéo lên trong sự cổ vũ của người dân. Cô gái họ Đoàn, 24 tuổi, không nói lý do muốn tự tử. Cô được gia đình đón về và tinh thần đã ổn định hơn. Và một nguồn tin khác cho biết Nhật Bản thử nghiệm không thành máy bay siêu thanh. Cơ quan thám hiểm vũ trụ Nhật được gọi là JAXA ngày 17 tháng 8 cho biết họ đã thử nghiệm thất bại máy bay siêu thanh bay tự động tại Thụy Điển. Cơ quan NASA cho hay chiếc máy bay đã bị bổ nhào sau khi trượt khỏi quỹ đạo bay đã định trong cuộc thử nghiệm ở tầm cao 30 km vào hôm thứ Sáu vừa qua. JAXA đã thiết lập đội điều tra nguyên nhân vụ việc. Máy bay thử nghiệm dài khoảng 7,9 mét và nặng khoảng 1 tấn, chưa kể động cơ. Máy bay được thiết kế nhằm giảm tiếng ồn do chấn động trong chuyến bay siêu âm tạo ra. JAXA muốn đo mức âm thanh khi máy bay với vận tốc Mach 1,3 hay vận tốc lớn 1,3 lần vận tốc âm thanh. Tuy nhiên, mục tiêu này đã không đạt được. Cô cận vệ hoang mang vì tin không nương Diana bị ám sát. Cựu đội trưởng cận vệ hoàng gia Jai Dave tỏ ra hoang mang trước thông tin mới cho rằng không nương Diana bị một binh sĩ Anh ám sát. ITV News dẫn lời ông Davis cho biết cái chết của Diana và Judy Alface, bạn trai bà, là một tai nạn theo bất cứ định nghĩa nào. Và ba cuộc điều tra riêng về đều đưa đến một kết luận chung. Tôi hoàn toàn bị thuyết phục rằng đây là một tai nạn. Vì vậy, tôi thấy hoang mang khi sau 13 năm lại xuất hiện thông tin cáo buộc rằng đây không phải là một tai nạn. Trước đó, báo chí Anh rung chuyển vì một lời cáo buộc mới được tung ra rằng công nương Diana, người vợ đã ly dị của thái tử Charles nước Anh và là mẹ của hoàng tử William và Harry, bị ám sát. Theo cáo buộc, kẻ ám sát là một binh sĩ Anh. Bà Diana cùng với người yêu là Jodie Elfay qua đời năm 1997 trong một vụ tung xe hơi kinh hãi trong đường hầm tại Paris. Sau sự xuất hiện của cáo buộc mới, Sở Cảnh sát London đã mở cuộc điều tra. Truyền thông Anh đưa tin cáo buộc đến từ bố mẹ vợ cũ của một thành viên đội đặc nhiệm không quân Anh, viết tắt là SAS, có biệt danh là lính N. Trong bức thư bố mẹ vợ cũ của lính N gửi viên chỉ huy đặc nhiệm không quân Anh có đoạn: Anh lính N cũng đã nói với vợ rằng chính người XXX đã sắp đặt cái chết của công nương Diana và điều đó đã bị che đậy. Thư cũng cáo buộc SAS đứng đằng sau cái chết của Diana. Sở cảnh sát London từ chối xác nhận nội dung hay nguồn gốc của bức thư. Ban điều tra về cái chết của công nương và bạn trai Jordi Elfay từng bác bỏ bất cứ khiếu nại nào cho rằng có một vụ ám sát do Mohammed Elfay, cha của Jordi, và những người theo thuyết âm mưu đưa ra. Việc cảnh sát Anh mở cuộc điều tra mới là điều chưa từng có. Bởi trước đây vẫn có các cáo buộc giết người được đưa ra, nhưng chưa từng được xem xét. Các thám tử sẽ phải vào cuộc để đánh giá liệu cáo buộc mới có cơ sở hay không. Phát ngôn viên của ông Ofay cho biết ông sẽ hứng thú khi theo dõi kết quả điều tra. Tưởng cũng nên nhắc lại, công nương Diana và bạn trai Jordi Ofay cùng người tài xế là Henry Paul,
thiệt mạng trong vụ tai nạn xe hơi trong đường hầm ở Paris vào sáng sớm ngày 31 tháng 8 năm 1997. Cuộc điều tra tốn kém nhất trong lịch sử nước Anh kết thúc năm 2008 với kết luận rằng công nương Diana và phải thiệt mạng vì sự lái xe bất cẩn của Paul và các xe săn đuổi đằng sau. Và kính thưa quý vị khán thính giả, sau đây xin mời quý vị khán thính giả theo dõi các cơ sở thương mại đã bảo trợ cho chương trình trên đài truyền hình Việt News. Kính thưa quý thính giả, hành động gây hấn ngang ngược của Trung Cộng tại Biển Đông đã khiến nhân dân Việt Nam phẫn nộ, thể hiện qua nhiều hình thức, trong đó những phản ứng đã được nhiều người chú ý là lời tuyên bố đề ngày 8 tháng 12 năm 2012 của ông Hồ Ngọc Nhuận, được chú ý bởi vì ông Hồ Ngọc Nhuận hiện là Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tại thành phố Sài Gòn. Có thể nói, đây là lần đầu tiên một quan chức đương nhiệm trong bộ máy cầm quyền Cộng sản Việt Nam công khai lên tiếng kêu gọi cổ võ biểu tình phản đối Trung Cộng, thể hiện bằng những lời lẽ nghe rất nghiệt tai đối với Đảng. Vì tính cách đặc biệt đó, kính mời quý thính giả nghe toàn văn lời tuyên bố của ông Hồ Ngọc Nhuận qua giọng đọc của Hướng Dương. Và cũng vì tính cách đặc biệt của bản văn này, chúng tôi sẽ đọc nguyên văn, kể cả những danh từ mà thông thường đài không sử dụng như thành phố Hồ Chí Minh. Tuyên bố của Hồ Ngọc Nhuận, Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, thành phố Hồ Chí Minh. Thứ nhất, trước hành động ngày càng ngang ngược của nhà cầm quyền Bắc Kinh, ngày càng leo thang khiêu khích và phá hoại đất nước chúng ta trên tất cả các mặt, thì người Việt Nam nào còn chút hơi tàn đều phải tỏ thái độ ít nhất là phản đối bọn chúng. Thứ hai, tôi kêu gọi lãnh đạo Đảng, chính quyền thành phố, các đại biểu gọi là của nhân dân, Quốc hội, Hội đồng, Mặt trận Tổ quốc các cấp, hãy đứng về phía nhân dân, cùng họp meeting với nhân dân, để biểu thị sự đồng tâm nhất trí của nhân dân và chính quyền Việt Nam, không chấp nhận giá tâm bành trướng của bọn cầm quyền Bắc Kinh, muốn bằng mọi cách thôn tính nước ta. Thứ ba, nếu chính quyền thành phố, chính quyền Việt Nam có cùng quyết tâm và tiếng nói với nhân dân thành phố, với nhân dân Việt Nam, thì phải ủng hộ tiếng nói của nhân dân, phải cùng đứng chung với nhân dân, chứ không nên cản trở. Thứ tư, nhân dân ta có sự thật, có lẽ phải, thì ta phải được nói, ta phải có quyền nói và nói mãi. Không ai được bụng miệng chúng ta. Đất nước Việt Nam là của người Việt Nam, biển đảo Việt Nam là của dân Việt Nam, Hoàng Sa, Trường Sa là của Việt Nam. Đó là sự thật, đó là di sản ngàn đời do cha ông chúng ta để lại. Không liên tục nói lên sự thật này và để cho bọn bành trướng Bắc Kinh liên tục khua môi múa mỏ, nói láo trước thiên hạ về những điều chúng không có, về những gì chúng cướp giật của chúng ta, là đắc tội với tổ tiên, là đắc tội với các thế hệ mai sau. Thứ năm, người Việt Nam yêu nước luôn đông hơn kẻ xấu và ngày càng đông hơn bao giờ hết trước âm mưu thôn tính nước ta của bọn cầm quyền Bắc Kinh. Ta không nên núp dưới chiêu bài sợ kẻ xấu lợi dụng để ngồi yên nhìn đất nước mất dần về tay bọn bành trướng Bắc Kinh. Kẻ xấu ngày nay chính là kẻ đã và đang muốn bụng miệng nhân dân Việt Nam và bụng miệng cả chính quyền Việt Nam. Kẻ xấu ngày nay chính là nhà cầm quyền bành trướng Bắc Kinh. Thứ sáu, cá nhân tôi và nhiều người Việt Nam như tôi, một ngày gần đây, sẽ có tiếng nói với đại diện nhà cầm quyền Bắc Kinh tại Việt Nam và tại thành phố Hồ Chí Minh. Trước mắt, tôi yêu cầu ông Tổng lãnh sự Trung Quốc tại thành phố Hồ Chí Minh hãy đến trực diện với nhân dân thành phố tại cuộc meeting để trực tiếp nghe và báo cáo phản kháng của chúng tôi đến chính quyền của họ ở Bắc Kinh. Ngày 8 tháng 12 năm 2012, Hồ Ngọc Nhuận. Đài truyền hình Việt News kính mời quý vị đón xem chương trình phỏng vấn đặc biệt Người dân muốn biết. Ông Nguyễn Hữu Chánh, người sáng lập hệ thống phát hình Global TV. Trong chương trình phỏng vấn này, ông Nguyễn Hữu Chánh sẽ trả lời tất cả những thắc mắc về cuộc đời hoạt động chính trị của ông mà người dân muốn biết, để có sự thông cảm và cùng chia sẻ những chặng đường đấu tranh với nhiều khó khăn nguy hiểm, oan khiên nghiệt ngã, thăng trầm cay đắng và những buồn vui lẫn lộn. Kính mời quý vị theo dõi chương trình phỏng vấn này bắt đầu thứ Bảy ngày 17 đến ngày 25 tháng 8 năm 2013.
Chương trình từ 8 giờ tối đến 10 giờ tối trên đài truyền hình Việt News băng tần 56.5. Trân trọng kính thông báo. NutriVita Skin Renew System mang đến cho bạn làn da tươi trẻ với bộ 3 sản phẩm. Kem tẩy da chết với công thức mới không làm rát mặt và tổn hại da. Vitamin C13, kem bồi bổ da tổng hợp. NutriVita không chỉ dành riêng cho phụ nữ mà còn làm cho làn da của quý ông trở nên săn chắc và bớt nhăn. Còn chần chờ gì nữa? Chúng tôi đang có giá đặc biệt cho bộ 3 sản phẩm tẩy da chết và tẩy trắng da, kèm theo 3 quà tặng, kem chống nắng, sữa rửa mặt, kem tẩy trắng da. Tổng giá trị bộ sản phẩm là 300 Mỹ Kim, hiện đang giảm giá 240 Mỹ Kim. Nếu gọi ngay bây giờ, chỉ 170 Mỹ Kim, xin gọi 888-350-3888. Anh Vinh, nếu mà ở ngoài này tụi em trục trặc cái gì là anh chuyển sang quảng cáo liền nha. Cảm ơn quý vị vẫn tiếp tục theo dõi và đây là phần tin Hoa Kỳ. Tổng thống Obama nói bảo hiểm sức khỏe Obamacare là một quyền lợi. Tổng thống Barack Obama cho biết Hoa Kỳ đã sẵn sàng thực thi luật chăm sóc sức khỏe hợp túi tiền, thường được gọi là Obamacare, để cung cấp bảo hiểm y tế giá rẻ cho hàng triệu người Mỹ. Trong bài diễn văn hàng tuần phát thanh hôm nay, ông Obama nói rằng những người Mỹ không có bảo hiểm sẽ có thể mua bảo hiểm sau khi so sánh các chương trình bảo hiểm khác nhau. Bắt đầu từ ngày 1 tháng 10, ông nói rằng các công ty bảo hiểm không thể từ chối bán bảo hiểm cho dân chúng hoặc bắt họ trả tiền nhiều hơn vì có bệnh sẵn. Ông Obama cho biết bảo hiểm sức khỏe ảnh hưởng tới an ninh kinh tế của hàng triệu người Mỹ. Ông nói rằng bảo hiểm sức khỏe không phải là một đặc quyền mà là một quyền, và ông muốn duy trì quyền này. Ông cũng tố cáo một nhóm các nhà lập pháp thuộc phe Cộng hòa tìm đủ mọi cách để làm cho dân chúng không hiểu rõ vấn đề. Ông nói rằng những người đó còn đe dọa đóng cửa chính phủ nếu vấn đề không được giải quyết theo ý của họ. Trong diễn văn hàng tuần của phe Cộng hòa, dân chủ Sully Capito nói rằng luật chăm sóc sức khỏe đã làm cho giá thành gia tăng, tác hại tới việc tạo thêm công ăn việc làm và giảm thiểu sự tiếp cận các chương trình bảo hiểm và các bác sĩ mà người Mỹ ưa thích. Bà Capito nói rằng đã tới lúc Thượng viện do Đảng Dân Chủ kiểm soát và Tổng thống Obama tán thành đề nghị hoãn áp dụng một phần trong luật chăm sóc sức khỏe, đòi hỏi những người không có bảo hiểm phải mua bảo hiểm. Trong khi Hạ viện do phe Cộng hòa kiểm soát để quyết định như vậy trong cuộc biểu quyết có sự ủng hộ của cả hai đảng. Tổng thống Obama lâm vào tình cảnh khó xử về vấn đề Ai Cập. Giữa lúc quân đội Ai Cập tiếp tục đàn áp tổ chức huynh đệ Hồi giáo và những người biểu tình khác, Tổng thống Hoa Kỳ Barack Obama đang phải đối đầu với một loạt các giải pháp càng ngày càng thu hẹp lại để đối phó với cuộc khủng hoảng. Cho đến nay, Tổng thống Obama đã từ chối các viện trợ cho chính phủ lâm thời Ai Cập. Theo như tường trình của thông tín viên đài VOA Ken Klein từ Tòa Bạch Ốc, Tổng thống Obama đã nói rõ là chính quyền Hoa Kỳ đang suy nghĩ lại việc giao tiếp với quân đội Ai Cập. Trong khi chúng ta muốn giữ vững mối quan hệ với Ai Cập, sự hợp tác truyền thống của chúng ta không thể nào tiếp tục như thường lệ khi thường dân bị giết trên đường phố và nhân quyền bị đẩy lùi. Tổng thống Obama đã tránh gọi việc quân đội lật đổ Tổng thống Ai Cập Mohamed Morsi trong tháng trước là một cuộc đảo chánh. Tuyên bố như vậy sẽ tự động ngưng 1,3 tỷ đô la viện trợ Hoa Kỳ cho quân đội Ai Cập mỗi năm. Tòa Bạch Ốc lo ngại làm như vậy sẽ giảm bớt ảnh hưởng của Hoa Kỳ đối với các nhà lãnh đạo quân đội Ai Cập. Một số người Hồi giáo Mỹ có uy tín, gồm có ông Mahi Pray, hy vọng có những hành động cứng rắn hơn. Chúng tôi Liên minh Hồi giáo Hoa Kỳ.
Chúng tôi muốn nói rõ là chúng tôi quyết tiếp tục một chiến dịch quyết liệt về điều chúng tôi gọi là không tiền mặt cho đảo chánh. Kêu gọi ngừng tức thì trợ giúp và viện trợ tài chánh cho Ai Cập vì đây thực sự là một cuộc đảo chánh. Tuy nhiên, Tổng thống Hoa Kỳ đã hủy bỏ Ai Cập tập trận với Ai Cập. Ông nói, kết quả là sáng nay, chúng ta thông báo cho chính phủ Ai Cập rằng chúng ta hủy bỏ cuộc tập trận một năm hai lần dự trù tiến hành vào tháng tới. Ông Tarek Redwan, phó giám đốc về nghiên cứu tại trung tâm Griffith Hariri ở Washington, gọi đây là một bước tích cực. Tuy nhiên, ông nói khả năng của Hoa Kỳ ảnh hưởng đến thái độ của quân đội Ai Cập đang phai dần, vì sự giao tiếp với Ai Cập rất giới hạn và chú trọng đến một số ít vấn đề. Chúng ta có rất ít giải pháp và do đó có rất ít ảnh hưởng đến những gì đang xảy ra hiện nay. Hành động quyết đoán cuối cùng chúng ta có thể là làm ngừng viện trợ quân sự. Theo ông Daniel Sellers, một học giả thuộc Viện Trung Đông tại Washington, thì lãnh tụ quân đội Ai Cập, Đại tướng Abdel Fattah al-Sisi, có lẽ muốn hy sinh viện trợ Mỹ, vì các nước láng giềng của Ai Cập đang viện trợ nhiều hơn. Tôi nghĩ tướng Sisi trước cuộc đàn áp này đã phải tính toán là tôi mất viện trợ Mỹ. Điều ông tính toán là đây là một cuộc tranh chấp giữa ông và huynh đệ Hồi giáo, và ông phải làm điều này để sống còn. Tuy nhiên, ông Tarek Redwan nói việc ngưng viện trợ có thể có một số ảnh hưởng. Ông không tin quân đội Ai Cập muốn làm tổn thương các quan hệ với Washington. Viện trợ không phải chỉ về tiền, viện trợ chính là về mối quan hệ, về khả năng giao tiếp với Hoa Kỳ, và các nước viện trợ sẽ bắt đầu cảm thấy bị cô lập, và tôi không nghĩ ngay cả quân đội Ai Cập sẽ rất thoải mái với việc này. Vào lúc khủng hoảng tiếp tục tại Ai Cập, chính sách của Tổng thống Obama chắc chắn sẽ biến chuyển nhiều hơn nữa. Quay sang một bản tin khác thì căn cứ 51 là khu vực tối mật thời chiến tranh lạnh. Chính phủ Hoa Kỳ cuối cùng đã xác nhận sự tồn tại của căn cứ 51, khu quân sự siêu bí mật dùng để thử nghiệm máy bay do thám U-2. Nằm cách 128 km về phía tây bắc Las Vegas, căn cứ 51 là một trong những địa danh bí ẩn nhất trên thế giới. Nhiều người cho rằng nơi đây còn lưu lại mảnh vỡ của một chiếc đĩa bay rơi xuống vùng Roswell năm 1947. Theo Reuters cho biết, chính phủ Hoa Kỳ sử dụng địa điểm bí mật này cất giấu thi thể và đĩa bay của người ngoài hành tinh. Căn cứ bí mật 51 không có trên bất cứ bản đồ địa chính nào của Hoa Kỳ. Trong nhiều thập kỷ không ai biết tới sự tồn tại của nó. Một thành viên cấp cao của Cơ quan Lưu trữ An ninh Quốc gia, Đại học George Washington, Hoa Kỳ, đã gửi yêu cầu công khai thông tin về chương trình gián điệp U-2 của CIA. Trong đó, máy bay tầm cao U-2 được thử nghiệm tại khu vực và sau đó được sử dụng với mục đích dò thám trong suốt thời kỳ chiến tranh lạnh và cuộc khủng hoảng hỏa tiễn Cuba. Jeffrey Richardson đã gửi yêu cầu tiết lộ thông tin từ năm 2005 và nhận được tài liệu vài tuần trước. Theo BBC, những tài liệu trường Đại học George Washington có được mô tả việc Hoa Kỳ dùng khu vực ở Nevada này thử nghiệm các loại máy bay dò thám bí mật. Nó cũng giải thích liên quan giữa địa điểm này với những UFO và người ngoài hành tinh. Chris Pocock, một nhà báo quốc phòng, nói với BBC, U-2 là bí mật hàng đầu, họ phải giấu tất cả mọi thứ về nó. Địa danh 51 được lựa chọn do chương trình U-2 năm 1955 sau một cuộc khảo sát trên không của CIA và lực lượng không quân Hoa Kỳ. Tổng thống Dwight Eisenhower đích thân ký chấp nhận việc sử dụng nơi đây làm khu thử nghiệm. Các quan chức của CIA, lực lượng không quân, nhà thầu xây dựng U-2 bắt đầu di chuyển vào cơ sở này tháng 7 năm 1955. Tài liệu cũng lưu ý rằng các thử nghiệm của máy bay U-2 trong nhiều năm sau đó ở độ cao lớn hơn nhiều so với máy bay thương mại là nguyên nhân làm gia tăng báo cáo về vật thể bay không xác định. Lúc này không ai tin những chuyến bay có người lái có thể thực hiện trên độ cao trên 20 km. Sự tồn tại của căn cứ 51 là chủ đề của nhiều cuộc nghiên cứu trong thời gian qua. Một số người cho rằng nơi đây là địa điểm hạ cánh của người ngoài hành tinh, cỗ máy thời gian hoặc thậm chí là nơi quân đội Mỹ đang chế tạo đĩa bay, sử dụng năng lượng phi vật chất. Tuy nhiên, những gì diễn ra tại căn cứ 51 không hoàn toàn phức tạp như vậy. Nó không liên quan gì đến các vật thể bay ngoài trái đất và người ngoài hành tinh.
Những tài liệu tiết lộ một bản đồ không được tìm thấy trên Google về căn cứ 51 và hồ Krum ở trung tâm Nevada. Ngoài ra, tên của những phi công chi tiết những chuyến bay ở Liên Xô cũng như sự tham gia của anh trong chương trình YouTube được miêu tả chi tiết trên 3 trang tài liệu. Một số biệt danh bí mật và mật mã cũng được liệt kê, chẳng hạn như HB Dragon là căn cứ của YouTube ở Pakistan. Vâng, thưa kính thưa quý vị, vừa rồi chúng tôi vừa gửi đến cho quý vị là bản tin đến từ Hoa Kỳ. Sau đây là bản tin đến từ Việt Nam. Và bản tin đầu tiên đến từ Việt Nam cho hay một con đĩa dài 20cm sống trong bàng quang bé trai. Các bác sĩ tại Bệnh viện Nhi Đồng, tỉnh Thanh Hóa vừa gấp ra một con đĩa dài gần 20cm còn sống từ bàng quang của bé trai BTL, sinh năm 2000. Được biết, sáng ngày 15 tháng 8, bé BTL ngụ xã Tân Trường, huyện Tĩnh Gia, tỉnh Thanh Hóa, nhập viện trong tình trạng đau tức vùng bụng dưới, đi tiểu ra máu. Người nhà cho biết trước đó, L có đi tắm sông gần nhà. Trong quá trình siêu âm, chụp cắt lớp, các bác sĩ Bệnh viện Nhi Thanh Hóa đã phát hiện có một khối máu tụ bất thường trong bàng quang của bé BTL. Khối máu này thay đổi kích thước và lớn dần. Xác định có thể đây là vật lạ, các bác sĩ đã tiến hành phẫu thuật và gấp ra một con đĩa dài gần 20cm còn sống trong bàng quang của bệnh nhi L. Các bác sĩ cho biết con đĩa chui vào bàng quang của L qua đường niệu đạo. Lúc này nó còn nhỏ, sau khi vào bàng quang, nó đã hút máu rồi lớn dần lên. Đến ngày hôm qua, ngày 18 tháng 8, sức khỏe bệnh nhi BTL đã dần bình phục. Các bác sĩ cho biết L có thể xuất viện trong 1-2 ngày tới. Và bản tin kế tiếp cho biết phận dâu Việt ở Trung Quốc. Ngày càng nhiều cô dâu Việt được gả vào Trung Quốc đại lục, trong đó không ít người phải cay đắng bỏ trốn hoặc cầu cứu về nước. Theo báo Thanh Niên, việc 23 cô dâu Việt liên tiếp được gả vào cùng một thị trấn Lâm Kỳ, thành phố Lâm Châu thuộc vùng núi Heo Hút tại tỉnh Hà Nam, Trung Quốc từ năm 2007 tới nay, đã gây hiếu kỳ cho không ít người dân nước này và được Tân Hoa Xã đưa tin vào hôm 13 tháng 8. Theo đó, một số cô dâu đã quen và đồng ý lấy các ông chồng này trong thời gian họ sang Việt Nam làm thuê. Tuy nhiên, ngoài số ít hiếm hoi các cặp lấy nhau nhờ tình yêu thật sự, đa phần đều lấy qua con đường môi giới hôn nhân với ước vọng đổi đời. Một số ít khác thì bị lừa bán do dễ tin. Rất nhiều trường hợp kết hôn thông qua môi giới dẫn đến tình trạng cô dâu Việt phải cầu cứu để thoát khỏi nhà chồng sau thời gian ngắn kết hôn. Anh Trần Đạt, phiên dịch tiếng Việt của Đài Phát thanh Quảng Tây Trung Quốc, là nhân chứng sống được hai cô dâu Việt cầu cứu nhờ giải thoát khỏi các ông chồng đã cưới xin thông qua môi giới. Theo anh, trường hợp cô dâu Việt sang lấy chồng Trung Quốc không hợp thủy thổ, ẩm thực, bất đồng ngôn ngữ, sinh chán nản, đòi chia tay về nước không phải là ít. Anh nói, các cô dâu Việt trước đây lấy chồng Trung Quốc cần biết rõ sự thật, cuộc sống tương lai không giàu sang sung túc như họ rằng tưởng tượng. Vì phần lớn các ông Trung Quốc sang Việt Nam tìm vợ đều xuất thân từ nông dân, sinh sống tại miền Bắc với thời tiết giá lạnh, thức ăn cay, mặn, nhiều đồ dầu mỡ, hoàn toàn không hợp khẩu vị người Việt. Ngoài ra, nếu không tìm hiểu kỹ, dễ bị lừa đảo, rơi vào các đường dây bán dâm buôn người. Và kế tiếp là một bản tin rất thú vị nói về một trái nước mướp khổng lồ dài kỷ lục hơn 2 mét ở Bạc Liêu. Dàn mướp trồng ở sau nhà của một người dân tại tỉnh Bạc Liêu có hàng chục trái mướp và khổ qua tay không ngừng dài ra dù đã gần 2 mét. Theo VN Express, giáo viên Trần Hồng Nam, dạy trường cao đẳng nghề Bạc Liêu ở hẻm 1, khóm 5, thành phố Bạc Liêu cho biết, đồng nghiệp cho ông vài hạt mướp và khổ qua tay trồng sau nhà để lấy trái ăn. Hai tuần trước, cả mướp và khổ qua tay cho trái to gần bằng cổ tay, dài hơn 50cm. Vợ ông tưởng đã ăn được, hái vào nhà xào tép nhưng cắt ra thấy ruột còn rất non nên không hái nữa. Vài ngày sau, cả mướp và khổ qua tay trái cứ dài thêm, chạm xuống đất. Ông Nam dùng nạng chống lên cao và đến nay cả dàn hàng chục trái của hai loại cây nên đều dài gần 2 mét. Theo ông Nam, có thể hai loại trái này vẫn tiếp tục dài hơn vì ông đã thử cắt một trái và thấy ruột vẫn còn non. Đoán chừng về nguyên nhân mướp và khổ qua tay cho trái dài kỷ lục, chủ nhân tiết lộ lúc dây phát triển khoảng 1 mét, ông có bón vào mỗi gốc một ít vỏ tôm tép.
và 4 thủy thủ Việt Nam nhảy xuống kênh đào Panama. Panama đã cứu được 4 thủy thủ Việt Nam sau khi họ nhảy xuống kênh này hôm 14 tháng 8, theo trang tin The Panama Digest ngày 16 tháng 8. Các thủy thủ được nhận diện bằng tên không, dấu là Lê Đức Trinh, 22 tuổi, Đào Trung Ngọc, 27 tuổi, Trần Văn Dương, 21 tuổi và Hồ Tung Tranh, 30 tuổi. 4 thủy thủ này hiện được nhà chức trách Panama tạm giữ và đã bày tỏ nguyện vọng trở về nước. Vào tháng 3 năm 2007, 6 thủy thủ Việt Nam trên một tàu nước ngoài đã nhảy xuống kênh đào Panama vì bị ngược đãi trên tàu. Trước đó, ngày 8 tháng 8, nhân cơ hội tàu Siesta của Đài Loan cách bờ biển Tahiti 800 mét, 4 thủy thủ Việt Nam đã nhảy xuống biển trốn thoát vì không chịu nổi sự bóc lột của chủ nhân. Theo tin báo chí quốc tế, suốt 2 năm làm việc trên tàu Siesta, 4 thủy thủ này chỉ được lên bờ đúng một lần. Họ phải làm việc 7 ngày một tuần, 18 giờ một ngày và thường xuyên bị đánh đập như nô lệ. Lửa suýt thiêu sống 10 người trên xe khách. Chiếc xe khách giường nằm đang lưu thông bất ngờ bốc cháy dữ dội khiến hành khách trên xe buýt bị thiêu cháy trong gang tấc. Báo Dân Việt cho hay, theo những nhân chứng có mặt tại hiện trường, vào lúc 8 giờ rưỡi sáng ngày 18 tháng 8, chiếc xe khách giường nằm chạy hướng Bắc, Nam đang lưu thông trên quốc lộ 1A, qua địa bàn xã Nghi Long, Nghi Lộc, Nghệ An, bất ngờ bốc cháy dữ dội. Khi phát hiện máy có trở ngại, tài xế đã dừng xe lại, mở cửa và thông báo cho 10 hành khách thoát khỏi xe. Chừng 3 phút sau, ngọn lửa đã bốc lên bao trùm cả xe. Tài xế và lơ xe lấy 3 bình cứu hỏa trên xe, cố gắng dập lửa nhưng bất thành. Sau đó được thông báo và lực lượng cứu hỏa đã tới dập tắt ngọn lửa. Và kính thưa quý vị, bản tin vừa rồi cũng đã kết thúc phần tin tổng hợp của ngày hôm nay trên đài truyền hình Việt News. Chúng tôi xin kính chúc quý vị một ngày thật vui vẻ, hạnh phúc. Xin trân trọng kính chào quý vị.